Mặc dù thời điểm phóng viên ghi hình vào ngày 15 tháng 11, lớp 4A6 không vắng một học sinh nào. Tuy nhiên trước đó vào ngày 7 tháng 11, theo thông báo của nhà trường, chỉ có 21 trên tổng số 51 học sinh đi học. Đây là một trong hai lớp có học sinh nghỉ học nhiều nhất. Lớp 39 độ C ạ. Mẹ con đã cho con đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ạ. Con sốt 40 độ. Mẹ đưa con đi khám bệnh viện nhi, bác sĩ kết luận là bị sốt virus ạ. Thứ tư tuần trước thì là lớp mình là học luân phiên, thì cái ngày hôm đấy thì là 6 giờ chiều, phụ huynh nhắn tin cho mình rất là nhiều. Thì tổng hợp hôm đấy từ đầu giờ chiều cho đến 6 giờ chiều thì là có 18 phụ huynh nhắn xin cho con nghỉ với lý do chung là sốt. Viêm đường hô hấp trên nghi do cúm là kết luận của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai sau buổi điều tra tại nhà trường cũng như lấy mẫu vào ngày 7 tháng 11. Vào thời điểm này, toàn trường có 76 học sinh nghỉ học, trong đó 57 em có biểu hiện sốt cao 39 đến 40 độ, kèm triệu chứng ho, đau đầu, đau họng, buồn nôn. Cái kết quả kiểm tra của bên Trung tâm Y tế này và theo như cái thông tin mà chúng tôi nắm bắt từ phía phụ huynh này thì đều có cái kết luận là các con là sốt đó là nghi là sốt do virus. Đấy, thế và bác sĩ người ta cũng có những cháu mà bác sĩ người ta cũng kết luận rằng là sốt do virus và hiện nay thì có rất nhiều các cái dịch. Đến nay, đa phần học sinh đã trở lại lớp, tuy nhiên các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng. Cô giáo chủ nhiệm thì cũng có nói là một số học sinh gặp bị viêm A do cúm thời tiết rồi do sốt virus thì cũng mấy học sinh có các nguyên nhân khác nhau ấy, thì mình cũng đề phòng cho con mình là mặc quần áo dài và xịt thuốc mũi cho con mình. Nguyên nhân khiến gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học trong hơn một tuần qua đã được xác định. Tuy nhiên, sự việc này cũng là lời nhắc nhở đối với các nhà trường và phụ huynh cần chú ý giám sát tình hình sức khỏe của các em nhiều hơn, đồng thời tăng cường biện pháp phòng chống bệnh tật khi thời tiết giao mùa.